Giáo phận Phát Diệm, giáo xứ Lãng Vân. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình có dịp đến thăm khu nhà thờ giáo xứ Lãng Vân. Thì đến đây thì như các bạn đã nhìn thấy, một có ngôi nhà thờ đang được xây dựng với công trình này, quy mô và kiến trúc thì là cực kỳ là hoành tráng. Thì như mình đã được biết thì ngôi nhà thờ này dự kiến sẽ là ngôi nhà thờ lớn nhất Việt Nam hay cũng như là lớn nhất Đông Nam Á khi hoàn thành. Đây, hiện tại đây thì mình đang đang đứng trước cửa cổng nhà thờ mới xây. Thì trước trước cửa cổng nhà thờ là sẽ có một bức tượng Chúa giang tay màu trắng toàn bộ luôn các bạn nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp và tinh xảo. Khi bước đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một ngôi nhà thờ cổ vẫn nằm ngay đằng trước thôi, ngay đằng trước nhà thờ mới đang xây các bạn nhé. Thì mình sẽ đi thăm nhà cổ trước. Thì theo mình được biết thì giáo xứ Lãng Vân thuộc giáo phận Phát Diệm này, thì ngôi nhà thờ này đang tọa lạc thuộc địa bàn xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và được xây dựng năm 1885 với tước hiệu là Đức Mẹ Vô Nhiễm và được xây dựng vào năm 1933, là một kiến trúc cổ và có sức chứa khoảng 1.000 giáo dân bấy giờ. Nhưng mà hiện nay thì giáo dân giáo xứ Lãng Vân thì ngày một là phát triển và đông, thì nhà thờ cổ này không thể chứa được tất cả giáo dân trong những ngày lễ hội lớn hay là các buổi quan trọng. Thì đấy, như các bạn đã biết, mình đang quay một bức tượng của Đức Cha và cùng rất nhiều các con vây quanh. Thì trở lại mình nói tiếp đến khu nhà thờ cổ. Thì do sự phát triển của đất nước hay là sự gia tăng của giáo dân, và giáo dân của khu giáo xứ Lãng Vân này đã lên đến hơn 3.500 người, lên sức chứa 1.000 người của nhà thờ cổ, không đáp ứng được những buổi lễ lớn hay là những vào dịp lễ hội của giáo phận. Thì theo nhu cầu mong muốn của các đông đảo giáo dân thì muốn xây một nhà thờ lớn và khang trang rộng rãi để có thể tiếp đón tất cả các khách mời hay là giáo dân đến nhà thờ trong những các buổi lễ long trọng hay những buổi lễ của giáo phận. Theo đây thì mình đang quay về trước cửa cổng nhà thờ này. Như các bạn đấy, nhà thờ này cổ rất là mộc mạc. Sân giữa của nhà thờ thì rất là hẹp nhá. Đấy, thì bây giờ mới sự phát triển và nâng cao thì giáo dân bây giờ ngày một gia tăng lên. Mỗi khi có các lễ hội thì sân trước của khu nhà thờ này không thể chứa đủ tất cả mọi người cùng tham gia. Đấy, như các bạn xem đấy, trước cửa nhìn xa xa kia đấy, khu nhà thờ mới đang được xây dựng cực kỳ là cao hoành tráng. Đi về góc đằng này một chút này đấy, đến đây là sẽ có hai bức tượng hai bên nhà thờ nha các bạn nhá. Nếu mà ai đến thăm rồi thì sẽ nhìn kỹ hơn một chút.
hôm nay mình đi thăm, bầu trời thì rất là nhiều mây vào thời tiết mùa hè này oi ả nắng nóng, nhưng mà rất may hôm nay mình đi chơi thì lại không có nắng mấy nhưng mà oi đấy. Bây giờ mình đang quay ở góc bên tay trái theo hướng mình đi của nhà thờ là một cây hoa sứ hoặc là hoa đại nào đó, mình cũng không chắc chắn đâu. Hoa màu đỏ này rất là đẹp nha các bạn nhé. Đấy, cây rất to, chắc là cũng được lâu lắm rồi đấy các bạn ạ. Hoa đỏ nói chung là đang sắp tàn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều bông. Rồi ok, đi đến hông nhà thờ thì đi dọc theo nhà thờ cổ này. Đấy, ok. Trước tiên các bạn đến thăm nhà thờ giáo xứ Lãng Vân thì mình phải thăm nhà thờ cổ trước. Đấy, khu nhà thờ này hiện tại vẫn đang được sử dụng để vào những buổi lễ, buổi chầu thì giáo dân sẽ đến đây tụ họp và cùng lắng nghe các cha giảng về cuộc sống, đạo đức hay là vân vân nhá. Đấy. Rồi ok, bắt đầu mình sẽ quay đến khu nhà thờ mới đang được xây dựng và sắp sửa đi vào hoàn thiện. Thì các bạn nhìn từ xa đấy, nhìn từ xa nhá, thì ngôi nhà thờ mới này rất là sừng sững, to cao, nói chung là như một quả núi khổng lồ luôn đấy. Các bạn nhìn xem chiều cao cực kỳ là cao luôn. Thì đấy, theo 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 nguyện vọng của các giáo giáo dân thì muốn xây dựng một nhà thờ lớn hơn, thì ý tưởng đó thì đã được ông Nguyễn Xuân Thành, chủ tập đoàn Xuân Thành nhiệt tình ủng hộ. Thì vào ngày 14 tháng 1 năm 2015 thì Đức Cha Giáo Phận đã chủ trì thánh lễ khởi công và đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nhà thờ mới trên quần thể chừng độ khoảng 6 hecta. Thì theo thiết kế nhà thờ mới có diện tích khuôn viên khoảng 14.200 mét vuông và diện tích mặt sàn thì 4.000 mét vuông và có sức chứa khoảng hơn 5.000 người. Thì khuôn viên này cực kỳ là rộng lớn và có thể là áng chừng khoảng một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thì như mình đã tìm hiểu thì ngôi nhà thờ lớn nhất Việt Nam này thì có tổng chi phí và nhà đầu tư thì là do tập đoàn doanh nghiệp Xuân Thành tài trợ, còn nhân công thì do giáo xứ đảm nhiệm. Thì như mình được biết thì đây là nhà thờ có kiến trúc kiểu theo kiến trúc là phương Đông này, phương Tây đấy, và mang đậm hình dáng của một của giáo phận và điển hình là vòm trần, vòm cửa nhọn hoắt và có độ cao vút và như là muốn cuốn hút tâm hồn của con người. Thì tháp chính giữa
Như mình đã tìm hiểu thì tháp chính giữa thì từ dưới mặt sàn nhé, từ dưới mặt sàn lên đến biểu tượng thánh giá thì cao xấp xỉ là 110 mét, còn hai tháp phụ hai bên thì cũng cao hơn 60 mét. Ok, trước mặt thì chúng ta thì bây giờ đang là phía chỗ đi, mình sẽ đi dọc đằng hông của nhà thờ. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy thì khu nhà thờ này đang bắt đầu là đi vào hoàn thiện, gần như là phần bề ngoài là cũng gần như tương đối rồi. Đấy, đây là gạch gạch ngói cát các thứ vẫn còn bừa bộn lắm các bạn nhé. Đấy, mình sẽ đi một về đằng sau một chút xem. Chào bác thợ nhá. Đấy, đây các bác thợ cũng đang làm miệt mài để gấp rút nào hoàn thành công trình cực kỳ là vĩ đại của giáo xứ. Đấy, như các bạn xem bên hông các cánh cửa các thứ theo cổng vòm cực kỳ là đẹp, gần như cửa đã lắp ráp được vào toàn bộ luôn rồi. Đấy. Còn đây là đang đổ các khung cửa chắn, mình cũng không biết là chắn ở khu nào mình cũng chưa rõ lắm đâu. Đấy. Đấy, bác thợ này đang làm. Ở hôm nay thì cũng ít, hôm nay chỉ có lác đác một vài bác thợ thôi, chứ còn khi tập trung được thì công nhân các thứ ở đây rất là đông nha các bạn nhớ. Thì hôm nay là trong phần hoàn thiện đổ các thứ chi tiết thì chỉ có một vài công nhân làm việc. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong khu nhà thờ đấy. Như các bạn đã nhìn thấy thì trong đây có một bác. Chào bác ạ. Đấy, có một bác đang miệt mài làm trong đây thì các giàn giáo các thứ để hoàn thiện nốt các phần chi tiết còn lại. Đấy, các bạn xem trong khu nội của nhà thờ thì một dọc hàng thì rất là nhiều là cột, một cột này thì phải 2 3 người ôm mới hết. Đấy, cực kỳ là to nha các bạn nhé. Rất là khổng lồ rồi đấy. Khu chỗ này thì mái trần này đã được hoàn thiện gần như tương đối, sơn bắt đầu là cũng đã được sơn vào rồi các bạn nhớ. Đấy, vòm viếc này
chi tiết là cực kỳ là tỉ mỉ luôn, cái hệ thống dàn giáo là cực kỳ là hoành tráng. Giản giáo dày đặc luôn đấy, để hỗ trợ cho các thợ để phục vụ làm việc sơn các thứ, hay là làm nốt những các chi tiết còn lại của trong nội trong này của nhà thờ đấy. Đã treo được một hệ thống đèn chùm cực kỳ là đẹp, lung linh, tinh xảo, màu vàng rủ xuống rất là đẹp. Rồi, ok, bậc thang, đây là bậc thang mình đang sắp sửa đi xuống dưới hầm. Dưới cung hầm thánh là một cái hầm lớn. Đấy, đây là đi xuống dưới hầm này nha các bạn nha. Đấy. Hôm nay là trời trời âm u nên hầm là tối. Đấy, đợi chút mình bật đèn flash lên cho nó sáng này. Dưới hầm này thì theo mình được biết thì có sức chứa đến 700 đến 800 vị khách. Thì bên trong hầm thì có độ sâu khoảng 15 mét. Mỗi cái xà như các bạn xem đấy, mỗi cái xà rộng cả mét và có các cái cột dựng ở chỗ đằng kia nhá các bạn nhá, xa xa kìa. Đấy, cái cột thì phải 3 đến 4 người ôm mới có mới mới ôm được hết cả cột toàn bộ. Thì cột đó thì có chức năng là đỡ toàn bộ cả nhà thờ khổng lồ như một quả núi kia. Đấy, toàn bộ thì khu hầm thì rộng khoảng 1.000 mét vuông, thì mỗi một phần lớn thì có 3 phần nhỏ. Thì có lẽ thì nhà thờ Lãng Vân không chỉ là nhà thờ lớn nhất Việt Nam mà còn là một nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á, thì là một công trình đa dạng có kiến trúc Thiên Chúa giáo tại Việt Nam, và có sự hài hòa tín ngưỡng của các tôn giáo và rõ nét là sự hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Đây là khu đằng sau với các cánh cửa vòm và lỗ cáo hình tròn kỳ là đẹp và cũng là biểu tượng. Nhà thờ
rồi sắp sửa kết thúc chuyến đi tham quan khu nhà thờ mới xây của khu giáo phận giáo xứ Lăng Vân. Thì mình sẽ dừng clip tại đây. Thì mình chúc các bạn xem clip mình thật là vui vẻ và có một ngày cực kỳ là thư giãn và làm việc hiệu quả. Xin chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe.